Có thằng kia nó nghĩ sao nó mở phòng ra, nó bỏ có 170 triệu tiền máy mà đòi chơi khô máu Duy Nguyễn mà. Giờ nó không còn máu luôn. Trời ơi, má có 700 triệu tiền máy mà chơi gì đúng rồi vậy? Dám bỏ 150 tiền ra mua máy này không? Nội cái máy ông mua không nổi đâu, cạnh tranh cái gì? Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, châm biếm, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô đẳng cấp 5 sao, gym chúa Duy Nguyễn, THOL. Xin chào các bạn. Cơ tay sao hay là mấy thằng tổ tre đó kêu con chuột sao đó, còn trong chuyên ngành nó kêu là cơ tricep, cơ ba càng, cơ đó này nè, nó quan trọng lắm bạn. Có thằng tập cả đời không ra cơ đó luôn đó. Thì cái cơ này á, nó sẽ gắn liền với việc chấn thương cuộc chọn cuộc đời mà. Tập gym không chấn thương thì chắc chưa tập bao giờ, đúng không? Nhưng mà tự tin, tự hào, ta đây tập gym hiếm khi nào bị chấn thương đó. Mà bây giờ các bạn muốn biết cuộc chọn các bạn có đau không mà làm bài test này nè. Xong rồi dơ hả, xong từ tới chỗ nào cũng đau biết rồi. Đó, đau chưa? Đau chưa? Hơi hơi phải không? Tới đây hơi hơi phải không? Rồi xuống đây đau không? Nếu mà trong quá trình đường đi nó có đau là cái cụ chỏ bạn đang bị chấn thương. Cụ chỏ bị chấn thương thì hạn chế tập những bài làm cho chấn thương cụ chỏ nữa. Thì chúng ta phải có những bài khác. Đó. Đó đương nhiên là một ý rồi. Ý đó gì nói á, làm chi? Để quảng cáo cho cái bài này. Thật ra cái bài này là bài huyền thoại, ít người tập được lắm. Chỉ có mấy thằng cha nào lão tướng tập gym thôi 2000 á. Thời mà máy móc thiếu thốn mới chơi cái bài này. Còn phòng gym hiện đại bây giờ nó hiếm lắm mà. Thì bây giờ chúng ta ôm lại kỷ niệm xưa, kỷ niệm của Duy thôi chứ không phải là kỷ niệm của các em nha. Những năm 2000 thiếu thốn đó, những năm 2000 thời lố, 2003 anh mới tập, 2003, 2004 phòng gym 50k tháng chơi bên này nè. Rất khó nha, không phải dễ đâu đó. Bởi vì cái máy này là một trong những máy quan trọng nhất trong phòng gym. Thằng nào muốn đầu tư game mà đầu tư cái máy này mà dở là fail rồi nha. Thật sự các bạn, nhiều khi phòng game á, mấy anh đầu tư nó ngu lắm. Nó có tiền chứ nó không biết gì hết á. Có thằng kia nó nghĩ sao nó mở phòng ra, nó bỏ có 170 triệu tiền máy mà đòi chơi khô máu Duy Nguyễn mà. Giờ nó không còn máu luôn. Trời ơi, má có 700 triệu tiền máy mà chơi gì đúng rồi vậy? Dám bỏ 150 tiền ra mua máy này không? Đầu cái máy ông mua không nổi, đừng cạnh tranh cái gì. Rõ không các bạn? Đúng không? Rõ ràng chưa? Đó. Mấy thằng nó học ở đâu, trong trường, trên núi gì đâu, nó triết lý bây giờ 4.0 kinh doanh bằng cái não. Ông bắt kinh doanh bằng cái não không cần tiền hả? Khổ vậy đó. Giờ mình đề ba mức 100 mà 100 bao đi ha. Ví dụ không biết nổi không? Động tác này nè. Động tác quay. Khó nhất là cái quay. Khó nhất là cái quay, mấy cái quỷ này nói làm gì nữa. Cái này nó thường, à, cái này đồ chơi mini ai tập được hết á. Đôi khi vô phòng tập với mình thể hiện những bài đẳng cấp đó, bài ta không biết, ta nhìn ta sợ rồi. Nó giỏi, ê thằng này tập gì nè, thằng này tập lưng nè đó. Biết cái bài này không? Biết cái bài này không? Thằng này tập gì, thằng này tập tay sao? Tập làm. Xong rồi biết bài này vô, à thằng này tập gì á, thằng này tập mông nè. Rồi vô nha. Nè, răng động tác. Hồi chút vô động tác thì là nói không? Cầm gần vô nha mấy em. Cầm gần vô, chu đích ra đi. Nè, bỏ một ngựa này thấy không? Đo, đo, mà nặng vãi. Thôi, nặng à. Má, 100 bao cũng có giỡn đâu. 100 bao là nhiêu ký ta? Hơn 40 ký phải không? Khoảng 45 ký. Nè, xoay nha. Cái xoay này các bạn nhìn cho kỹ nha. Rô màu xanh các kiểu nha. Nè, huay. Tới đây dừng. Tại vì mạnh chỉ dừng với Minh Họa các bạn thôi, chứ bốn cô nội kia dừng chỗ này nó gãy tay. Không có tờ, không bắt trước nha. Tới khúc rồi, khúc quan trọng nè. Lại rồi, nhìn nè. Thấy không, mắt nhìn ở trước. Đó. Được chưa? Ê, thực hành 2 lần mệt rồi nha. Vô. Rồi. Nói, không, đâu có dừng đâu. Cô chỏ, khép vô một tí. Nè, vị trí thấp nhất. Rồi, nó hơi rewind chỗ này nè. Lên. Thẳng ra. Cái chỗ này thẳng không gãy tay đâu sợ. Bạn nhìn hai cái chân nào quan trọng? Chân sau là cái chân chịu lực. Chân trước là cái chân tạo dáng. Đó. Tập động tác ra nó đẹp. Như múa kiếm vậy đó. Nó còn khoe mông nữa.
Thằng nào bị chấn thương khớp khiết gì đó, xương yếu gì đó, mua giòn uống nha. Elastizone. Nhớ là căng hết cỡ giùm em. Cái động tác căng này nó mang tiền nè. Đó. Thấy không? Căng nè. Rồi đẩy ra. Đó. Xoay hạ xuống. Bước chân hạ nhẹ nhàng. Thằng nào hạ nặng tao đuổi. Cho tụi bay tập có 400 ngàn tháng là cái máy tao 150 triệu đó ba. Hiểu không? Rồi ok các bạn. Bây giờ mình test bên này. Thấy không? Nè nhớ nha. Cái động tác kéo hạ cây á là anh chỉ cho mấy thằng BT. Với mấy người khách ở đây tập thì khi không biết cách hạ đó, nó nguy hiểm lắm. Tại cái máy này cái động tác free quay nó nhiều, nên khi mà các bạn hạ hoặc các bạn điều chỉnh nè cái chốt á, thì các bạn phải vịn cái này, kéo căng dây này ra, căng vừa vừa thôi, phải kéo mạnh nha, căng vừa thôi. Xong rồi nè, hai cái ngón này, hai ngón thành thẳng này đó, mình cầm vô cái vị trí này đó, mình giật nó ra đó, không hạ xuống đó, không hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống đó, hiểu không? Rồi xong. Ôi chết mẹ, ngược bên ta. Ở nhà quay tay phải không, giờ sao chơi này. Ôi quá ngược bên. Thôi lỡ rồi, lỡ làm mà cố gắng nha. Không được đừng có chửi nha mấy ba. Cái này nó nghịch. Nè, giật ra đây. Xong rồi xoay, nhớ nha. Hoài. Ủa tao đứng lộn chân. Lại lại. Thử coi. Rồi. Rồi. Thôi tao tự chỉnh cho đẹp. Đứng mới đẹp chứ, đúng mới phê mông mà. Căng đã quá. Thêm 5 cái nữa đi. Rồi. Nhẹ nhàng như đưa nàng vào cõi mộng. Rồi, chuẩn bị đổi tool chơi tiếp nha. Rồi ok, chào bạn. Chào bạn nha. Hồi nãy mới quăng cái bả ra không biết không nào. Ở dưới nó coi tới video khúc đó nó comment không ta. Cái vụ mà lú lú ngu ngu quá. Chứ cái bả của anh là có hàng media nó dính rồi đó. Nó nói anh vậy nè mấy em. Ủa anh vậy thì anh quay vào phải đi chứ anh quay vào trái gì ạ? Thì mà nói đúng rồi. Nó mới bên đây thì nó ngược hướng tao quay bên đây thì bên đây tao phải quay vô đây chứ sao? Gài đó ba. Bảo đảm là coi có mấy người nó tức. Rồi. Đó là không phải là nội dung chính. Nội dung chính bây giờ á là bài này các bạn có thể thực hiện bằng cộng dây. Nó kêu là tricep prop extension. Nghe không? Không chơi cây nữa. Tùy nha, cái cây thì nó vô cẳng tay nữa bạn. Cái cây thì nó vô này nữa, nên nó tập này không nữa. Bếp có hai cái cây vừa này nè, nó mới đã. Đó. Còn dây thì nó không vô này nhiều, nhớ nha. Tùy thôi hả? Dây cây gì cũng được. Tôi hát con lò nhiều mà, chơi gì đó chơi. Nhớ là nên đeo bao tay nha các bạn. Tại chẳng qua là đi quay clip á, mình thể hiện cái độ ngông ngông á, nói chung là để cho nó câu view thôi. Giống như mấy thằng khốn nạn tập chát phấn tao đưa một dưa bụi phòng á. Phải tài phấn cho nó mát. Chẳng qua nó tập cái thiện độ ngông, nó câu view này nọ. Nó mấy thằng tập game nó đeo nhạc headphone vô đầu nhảy tưng 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 như hút đá đó mấy em. Thì cũng là cái cách thôi, làm cho nó câu view thôi nè. Không có đầu nói. Trời ơi mày trứng mày đã khôn dịch sao mày. Nè được, nhưng mà khi dây á nó free quay lên nó mở ra nè, không bảo đảm tập vậy thôi cái tay nó uống nung luôn. 12 tới 15 tay sao dễ tập lắm á, mà có mấy thằng tập sai á nó tập nó không có biết feel cơ, đúng không? Nè feel nè, mình căng đây là mình nhức cái cơ tay rồi. Bởi vậy á, mình tập gym á, cái thằng nó mới tập á, nó múa cả ngày nó cũng vậy thôi à. Nó không hiểu những nguyên tắc mà chuyển động, đúng không? Gym là gì? Gym là chuyển động, đơn giản vậy thôi. Vật lý lớp 10.
lớp 10 hay lớp 11 gì đó. Bye bye. Giờ luyện bài này nha. Không phải nội dung video này là dạy, mà nội dung video này là nổ. Cái máy 150 triệu. Đó, biết chưa thôi. Nha. Tức là các bạn sao? Đến THOL tập. Phòng gym đẳng cấp. Dịch vụ tuyệt vời. Thiết bị tiện nghi. Máy tập là số 1. Ok. Bye bye. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.